Thưa quý vị, theo như Bộ Thông tin và Truyền thông, Cộng sản Việt Nam vừa trình dự thảo sửa đổi về Nghị định 159 về việc xử phạt trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, trao thêm thẩm quyền, giải quyết vi phạm hành chính đối với báo chí trung ương cho các địa phương trong nỗ lực siết chặt hơn tự do báo chí, vốn đang ngột ngạt trong nhiều thập kỷ. Theo như dự thảo này, thì ban lãnh đạo một cơ quan báo chí sẽ bị phạt nếu như ký giấy giới thiệu cho phóng viên đi tìm hiểu vấn đề không nằm trong tôn chỉ mục đích của cơ quan và báo. Nói với BBC News tiếng Việt, thì cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị Tâm Chánh cho rằng quy định này nhằm siết cổ báo chí và tạo cơ hội cho các nhóm lợi ích lũng đoạn thị trường. Ông cũng nói truyền thông nhà nước Cộng sản biến độc quyền báo chí của nhà nước thành đặc quyền của nhà báo để kiếm sống, kiếm tiền và thậm chí hình thành những nhóm nhà báo làm công cụ cho các nhóm lợi ích lũng đoạn thông tin, chạy áp phe chính trị, thao túng thị trường. Quy định của nhà cầm quyền về báo chí tạo ra một rào cản ngăn trở quyền tiếp cận thông tin, ngăn trở thực thi luật báo chí. Điều vô lý là trong khi một nhà báo Việt Nam có thể tự do làm việc ở các nước, thì tại mỗi địa phương ở Việt Nam, giới chức trách có thể nại lý do cơ quan báo chí chủ quan, chủ quản của nhà báo này không có tôn chỉ mục đích hoạt động trên địa bàn, lĩnh vực đó để mà không cho phép nhà báo tiếp cận thông tin. Việt Nam đứng hàng thứ 175 về tự do báo chí trong tổng số 180 nước theo xếp hạng vào năm 2020 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới.